Chào tất cả các bạn. Xin mời đến với channel của mình là Đức đây. Còn em mình là Như Lê. Tên đầy đủ của mình là Trần Quang Đức, còn tiếng Anh, và tên tiếng Anh của mình là David. Còn của mình Trần Võ Như Lê, Elsa. Hôm nay mình sẽ đi bác đông đốm. Hôm nay mình sẽ đi bác đông đốm cùng em mình đi. Let's go. Mày có đèn chào này nha các bạn. Hey, Bình. Đây cây tới ngã giao con bỏ xin tiếng nha các bạn. Con bỏ xuống trà mà. Bỏ một phần. Quê mình là cửa ngõ luôn các bạn. Một cổng thôi mà cũng quay. Đây các bạn, một cái cổng các bạn nhìn rõ hơn. Đây là một cái cửa, là cái cổng ra vào hai điện tài của nhà mình, nó cũng bị ngõ luôn được các bạn. Còn cái cửa này thì còn nước thì dập dờ rất là to luôn. Đây. Còn đây là cái lưới của mình thả. Mà nó bị lủng đó. Mình nghĩ là cũng chưa có đâu. Chị có cameraman đi đâu? Rồi đi vào hướng trong. Các bạn hôm nay đứng dưới cây dừa nhiều nha các bạn. Dừa xả đất vô đầu và nguy hiểm. Mỗi khi chạy bỏ trong các lỗ cây là cây dừa lại đứng vững nhất. Trong các lỗ cây. Cây cao này các bạn, mấy bữa là nó co tới kia. Do hôm nay trời bỏ cây là gió mạnh quá nên cây nó ngã xuống thấp một tí. Còn đây là đồ. Còn đây là cái giếng nha các bạn. Nước rất là to luôn. Ôi. Còn đây là cây. Cây này có bọn cây ớt. Để con chút mà. Bây giờ mình sẽ đi tìm con chút. Do hồi nãy mình nhớ giá trị sau qua khu vườn nhà nọ mình rồi. Nhà bọn hồ có điện là hãy comment bên dưới nha. Mày cầm tay kia đây, mày nắm tay con. Đây. Không có một con đường lớn luôn á các bạn. Rồi bên kia có nuôi cháu. Nhưng mà sợ quá. Bây giờ mình sẽ đi vào. Không, không đi ra. Mình đi ra là không có con lốm đốm mà chắc mình cũng không biết đi ra cho xa nữa đâu. Vì trời mưa. Trời mưa bỏ ghê lắm. Đây này có bọn. Là cái can này.
nè, tại nó rớt xuống đất là từ giờ mình phải đi mình khùng xuống trời. Giờ hôm nay là ba mà cái ba mình về làm với ông nội, cho ông nội mình làm một mình á. Từ từ bên thằng em mình nó bị ngứa đây, các bạn thông cảm chờ nó xí nha anh các bạn. Đây đây là cái nơi mà em mình làm bể đường vào không có. Đây đây cái bàn. Em mình đó. Bây giờ mình sẽ ngồi dưới đất mình tìm đốm đốm nha các bạn. Đây là vườn rau. Đúng đó mới gì bay qua tay mình. Mình rồi. Nãy giờ chưa cấu. Đâu. Nhà mình bị cấp điện cấu khui cấu hò luôn. Chơi tắm điện. Đây là ba của mình. Đây, anh nội bà nội của mình đang sửa soạn đồ. Tôi là anh bá tổng. Còn đây là một con chim. Các bạn nào thấy video này hay cho mình một like, subscribe, nhấn vào đăng ký và nhấn vào cái chuông. Mỗi khi mình ra video mới, các bạn sẽ là người nhận video sớm nhất nha. Bye bye.